giáo sư nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng, sinh năm 1931 tại Cao Bằng, nhưng quê gốc ở Gia Lâm, Hà Nội. Thời thơ ấu của ông gắn liền với núi rừng Tây Bắc, với những thanh âm thăm thẳm, mênh mông của đại ngàn. Ông từng kể, khi còn là một cậu thiếu niên, ông đã chứng kiến cảnh một đoàn tù chính trị bị Pháp áp giải đi qua làng. Và bỗng nghe thấy tiếng sáo du dương của một người tù, vừa đi vừa say sưa thổi. Tiếng sáo ám ảnh, gieo vào tâm hồn nhạy cảm của cậu bé là ông khi ấy, một trong những hạt giống đầu tiên, để từ đó lớn lên thành những cánh rừng âm thanh. Người tù ấy chính là nhạc sĩ Đỗ Nhuận, người bạn lớn của nhạc sĩ Trọng Bằng sau này. Nhờ có cách mạng tháng 8 thì phong trào ca hát và âm nhạc nó bắt đầu nở rộ, thì trong đó có chúng tôi là học sinh tham gia. Thì đó là cái mấu đầu tiên, tức là những cái phong trào ở các nhà trường học phổ thông. Nhạc sĩ Trọng Bằng đến với âm nhạc từ thời còn là học sinh trung học trong kháng chiến ở Liên Khu 4 cũ. Ông chơi đàn guitar, bắt đầu sáng tác những bài hát đầu tiên được phổ biến trong vùng. Ông còn dàn dựng tiết mục, chỉ huy các đội nhạc, các dàn đồng ca của học sinh thuở ấy. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Văn khóa đầu tiên, ông tham gia công tác văn nghệ mặt trận Trung Lào, rồi về làm đội trưởng đội ca nhạc Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương. Lần đầu tiên có một đoàn nghệ thuật Việt Nam cử đi Varsovy tham thanh niên sinh viên, thì tôi được cử. Bắt đầu chỉ làm anh diễn viên hát thôi, nhưng sau thấy là chỉ huy được và hát cũng được, đánh đàn guitar cũng hay, thì anh cử tôi làm đội trưởng đội ca nhạc và chỉ huy hợp xướng cùng với dàn nhạc Moscow. Tôi chỉ huy cả dàn nhạc Moscow bài Giải phóng Điện Biên và bài Quê tôi giải phóng, thế rồi cả mấy bài dân ca nữa. Có thể nói là ngày 2 tháng 9 năm 1955, tức là 10 năm sau cách mạng tháng 8, tôi là bắt đầu mon men đi vào con đường chuyên nghiệp. Năm 1956, ông Trọng Bằng được cử đi Liên Xô học chỉ huy dàn nhạc tại Nhạc viện Tchaikovsky. Khi chàng sinh viên Việt Nam chân ướt chân ráo mới vào trường, có chút ngón đàn guitar, đăng ký học chỉ huy dàn nhạc, không ít giáo sư người Nga ngạc nhiên vì đây là một khoa đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức âm nhạc toàn diện. Nhưng nhạc sĩ Trọng Bằng đã dễ dàng vượt qua cuộc sát hạch của các giáo sư khó tính để theo học nghề chỉ huy. Những năm tháng học tập ở nước Nga cũng đã cho nhạc sĩ Trọng Bằng gặp gỡ và nên duyên với cô sinh viên vô tuyến điện xinh đẹp nhất nhì giới lưu học sinh thuở ấy, bà Thanh Nga. Cô gái mê nhạc cổ điển và mê luôn chàng sinh viên nhạc viện giỏi giang Trọng Bằng. Ông bà có hai người con, một trai, một gái. Trong hai người con của ông bà, có người con trai là nối nghiệp cha, nghệ sĩ violon Nguyễn Trọng Bình, cũng tốt nghiệp nhạc viện Tchaikovsky rồi lấy bằng tiến sĩ ở Canada. Hiện tại, anh đang là giảng viên khoa dây của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiền thân là Nhạc viện Hà Nội, nơi cha anh đã từng giảng dạy nhiều năm và làm giám đốc suốt 12 năm, từ năm 1984 đến năm 1996. Trong 12 năm ở vị trí lãnh đạo cao nhất, với uy tín và tài năng của mình, giáo sư, nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng đã góp phần quan trọng đưa Nhạc viện Hà Nội trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn có uy tín ở trong nước cũng như quốc tế. Nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành dưới sự chỉ bảo tận tụy, ân cần và những kiến thức uyên bác của giáo sư Trọng Bằng. Ông đã cùng với các giáo sư, nhạc sĩ ở đây đào tạo một thế hệ nhạc sĩ kế cận tài năng như nghệ sĩ nhân dân, nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa, nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, nhạc trưởng Lê Phi Phi, nhạc sĩ Doãn Nguyên, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuấn. Nhạc sĩ Trọng Bằng được phong hàm giáo sư từ năm 1991 và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 1993. Thầy trò ở Học viện Âm nhạc Quốc gia đến giờ vẫn nhắc đến giáo sư Trọng Bằng với niềm tự hào, kính trọng. Giáo sư nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng là người hiệu trưởng của Nhạc viện Hà Nội trong vòng 12 năm. Nhạc sĩ được biết nhiều đến với nhà soạn nhạc
nhà chỉ huy nổi tiếng của Việt Nam. Ông đã có những đóng góp rất to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam trong cái giai đoạn sau giải phóng. Trước đây nữa thì nhạc sĩ cũng đã có rất nhiều tác phẩm, và các tác phẩm của ông ở trong hoàn cảnh nào và trong nơi nào cũng đều toát lên cái tinh thần lạc quan, cái ngôn ngữ âm nhạc rất mới mẻ. Các học sinh, các sinh viên thế hệ sau này cũng có ảnh hưởng nhất định về phong cách sáng tác. Bản thân tôi khi còn học ở nhạc viện cũng được học nhạc sĩ, và với tư cách một người thầy thì ông luôn luôn rất là gần gũi, thân thiện và rất là cởi mở và luôn luôn hết lòng với học trò. Và với tư cách nhà quản lý thì trong những năm mà nhạc sĩ làm hiệu trưởng thì nhạc sĩ cũng có rất nhiều đóng góp và xây dựng cái nền âm nhạc Việt Nam, cũng xây dựng đội ngũ các nhà làm âm nhạc rất là chuyên nghiệp. Cho đến nay thì mặc dù là đã tuổi cao, chúng tôi vẫn luôn luôn tìm đến nhạc sĩ để xin tư vấn, xin nhạc sĩ đóng góp cho những ý kiến quý báu cho sự phát triển của nền âm nhạc tiếp theo. Và chúng tôi luôn luôn ghi nhận là nhạc sĩ là một trong người có rất nhiều công hiến, rất là tâm huyết với nền âm nhạc Việt Nam. Trong dịp 60 năm sắp tới chúng tôi kỷ niệm thì chúng tôi cũng sẽ đã lên một cái kế hoạch và sẽ biểu diễn một cái tác phẩm giao hưởng của nhạc sĩ, vừa là tri ân với nhạc sĩ, vừa đồng thời là đánh dấu những cái chặng đường phát triển của nền âm nhạc Việt Nam 60 năm, trong đó có sự đóng góp của nhạc sĩ. Phần lớn là học sinh cả. Những năm này, dù tuổi đã cao, sức yếu dần, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng vẫn nhận lời hướng dẫn cho những học viên làm cao học và tiến sĩ của Học viện Âm nhạc. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, ông đã không quản ngại vượt qua những vấn đề sức khỏe, tuổi tác để sát cánh bên các học trò, góp phần không nhỏ giúp họ hoàn thành luận án một cách tốt nhất. Với ông, được chia sẻ cùng học trò kho kiến thức mà mình tích lũy trong suốt cả cuộc đời, đó là một hạnh phúc. Được chứng kiến từng thế hệ học trò trưởng thành, thành đạt, thì niềm hạnh phúc ấy còn nhân lên gấp bội. Họ, những người kế tục sự nghiệp âm nhạc Việt Nam hôm nay và ngày mai, chính là lý do, là nguồn động lực để giáo sư nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Ngay cả khi bàn chân ông đã mỏi bao chặng đường, đôi tay ông không còn cầm đũa chỉ huy, không còn bay bổng lướt trên phím đàn được nữa, nhưng những học trò của ông và cả con trai ông sẽ tiếp bước ông làm nên những trang mới mẻ cho nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Năm 1963, nhạc sĩ Trọng Bằng là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bằng đỏ về chỉ huy dàn nhạc tại Nhạc viện Tchaikovsky. Về nước, ông làm giảng viên trường âm nhạc Việt Nam và chỉ huy các dàn nhạc giao hưởng ở Hà Nội. Đến năm 1969, ông tiếp tục làm nghiên cứu sinh cũng tại Nhạc viện Tchaikovsky. Từ năm 1972 đến năm 1978, ông chính thức là chỉ huy dàn nhạc Nhà hát giao hưởng, hợp xướng, nhạc vũ kịch Việt Nam, rồi làm phó giám đốc kiêm chỉ đạo nghệ thuật. Ông được Bộ Văn hóa ủy nhiệm thành lập dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, kiêm luôn giám đốc dàn nhạc, khi vẫn đang giữ chức phó giám đốc rồi giám đốc Nhạc viện Hà Nội từ năm 1978 đến năm 1984. Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam kể từ ngày được thành lập, trải qua biết bao nhiêu gian khó, thăng trầm, đã vững vàng, lớn mạnh, dần khẳng định thương hiệu của mình. Khoảng 10 năm trở lại đây, dàn nhạc đã nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn. Không chỉ được khán giả, báo chí, giới phê bình âm nhạc và đồng nghiệp ở Việt Nam đón nhận, đánh giá cao, mà còn được ghi nhận tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới thông qua các chương trình biểu diễn nước ngoài. Đối với tôi, khi mà đã chỉ huy thì quên hết, mình đã đắm mình vào trong âm thanh. Tôi thường nói là không gì sướng bằng một người khi mà chỉ huy với dàn nhạc quên hết mọi việc, nhưng mình đắm mình cái tầng của cái âm thanh. Phải nói nó là một sức mạnh hết sức là linh thiêng.
giải phóng miền Nam nó gây cho mình cái hứng khởi. Cho nên trong cái bài chào mừng của tôi là cái không khí vừa chiến đấu vừa tay bắt mặt mừng giữa hai miền. Nó thường hợp cái chủ đề đầu tiên là cái chủ đề hết sức là lành mạnh và mạnh mẽ, hào hứng, hào hùng, hào sảng. Và cái chủ đề thứ hai là cái tình cảm mà bằng đàn bầu đánh một cái bài như là bài dân ca của Việt Nam. Cháu chào cô ạ. Cô Hằng đến chơi đây. À, chú có phải hàng được đây ạ? Cô Hằng đến chơi. À. Cháu chào chú. Vâng, chú có khỏe không ạ? Khỏe, cảm ơn. Dạ. Xin mời. Chú ấy lâu lắm rồi cháu không được gặp chú nhỉ? Nhưng mà cháu thấy chú vẻ hồng hào lên. À. Có vẻ tăng cân đúng không chú? Chú định hỏi chú một số cái việc liên quan đến âm nhạc đấy, được không ạ? Cháu đang muốn hỏi về bài hát đầu tiên của lực lượng công an ấy, là bài Chúng ta là công an. Đấy là bài mà bài truyền thống của lực lượng công an. Vâng. Bao nhiêu năm nay rồi nó vẫn... Vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Từ năm 67. Dạ. Chú là người rất quý công an. Vâng. Nếu thời bình mà không có cái lực lượng này thì xã hội nguy hiểm. Dạ. Họ hy sinh nhiều. Vâng. Cái ấn tượng nhất của chú về những người chiến sĩ công an đấy là cái gì ạ? Đó là gương hy sinh. Vâng. Chưa nói gì, chỉ nói là suốt ngày suốt đêm. Vâng. Bận rộn về cái công tác an ninh của xã hội. Trong khi mọi người về nghỉ, công an có được nghỉ đâu. Và cái thời điểm mà chú sáng tác nhiều nhất các ca khúc về lực lượng công an ấy thì lấy là những cái năm nào ạ? Bắt đầu từ cái bài công an này, năm 67. Vâng. Rồi kéo dài cho đến sau này. Vâng. Trong cái tuyển tập bài hát công an chú 6-7 bài đó mà. Thế mới lạ. Vâng. Một cái ông đi dạy nhạc giao hưởng. Vâng. Chỉ huy giao hưởng. Làm hiệu trưởng một cái trường đại học. Vâng. Làm tổng thư ký một cái hội lớn. Và tự nhiên là lắm bài công an. Trong cái 70 năm kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng công an ấy, thì tên chú là nằm ở trong một trong những cái nhạc sĩ đầu tiên được lực lượng công an vinh danh này. Đường xa sông gọi về tới công trường tòa voi nơi nơi, đồng quê và nó ruộng lúa xanh tươi. Buổi sao khi phố rộn ràng sẽ đi trên hương nhịp nhạc và mai tiếng còi rộn ràng trong tim bao người. Nhạc sĩ Trọng Bằng làm Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam liền hai khóa 5 và 6. Trong hai nhiệm kỳ lãnh đạo hội, ông đã tiếp nối sự nghiệp của các nhạc sĩ đi trước, đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao và phát triển nền âm nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam. Sau hai khóa dẫn dắt con thuyền hội nhạc sĩ đi qua nhiều sóng to gió cả, ông đã tin tưởng trao tay lái cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, người được ông nhận định là người kế tục hoàn hảo.
Nói về nhạc sĩ Trọng Bằng, chúng ta không thể không nhắc tới một giai đoạn ông trở thành tổng thư ký của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong hai khóa là khóa 5 và khóa 6. Giai đoạn này chính là cái giai đoạn ông đã nhập cuộc và ông cùng với lại ban chấp hành của Hội Nhạc sĩ Việt Nam các khóa 5 và khóa 6 xây dựng được cả một cái hệ thống, các cái chi hội, các cái nhân tố ở các địa phương và phát hiện ra được các nhạc sĩ rất là có tài năng hoạt động ở các địa phương để nối kết lại thành một cái hệ thống gồm các cái chi hội một cách là thống nhất và thông suốt. Nhạc sĩ Trọng Bằng là một nghệ sĩ lớn, là một người thầy cả cuộc đời hết mình giảng dạy cho các thế hệ học sinh. Ông là người đầu tiên đặt cái nền móng vững chắc nhất và là một thời gian lâu dài nhất, phát triển rực rỡ nhất của cái nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Từ những năm 47, 48, lúc đó ông đã là tác giả của những bài hát bất hủ như là bài ca Công an Nhân dân, hoặc là bài Bão nổi lên rồi, hoặc là Cầu phao bắc qua sông, v.v. Hơn nữa, ông là một nhạc sĩ của rất nhiều những cái sáng tác cho dàn nhạc giao hưởng như là Uvectue Chào Mừng, như là Người Về Mang Tới Ngày Vui, như là Chào Năm 2000, v.v. Ông đã là những người mà đưa nghệ thuật chỉ huy của Việt Nam ra với thế giới. Dưới đũa chỉ huy của ông, rất nhiều các nghệ sĩ của quốc tế đã từng đánh cùng với dàn nhạc giao hưởng. Đặc biệt nữa là ông sử dụng ngôn ngữ của dàn nhạc giao hưởng, đưa dàn nhạc giao hưởng vào những phim truyện Việt Nam. Năm mà Trẻ Có Miền Nam, một mình tôi vào chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của miền Bắc, một mình trong 3 tháng liền đi các tỉnh xung quanh Sài Gòn, không biết mệt. 30 tháng 4 tôi ốm rất nặng, nhưng tất cả đoàn lên đường có một mình tôi ở lại. Thì trong miền Nam nào, nếu không có người chỉ huy thì dàn nhạc giao hưởng giải tán. Đoàn Thống Nhất mới đánh điện ra và giục tôi vào. 30 tháng 5 tôi mới lên đường vào. Thì vào trong thì mùng 1 tháng 6 tôi biểu diễn ngay tại nhà lớn. Họ đến đông lắm, họ không ngờ, không thể tưởng tượng. Trí thức này, văn nghệ sĩ này, quân đội của các sĩ quan của Ngụy đi xem. Đôi khi thấy tôi chỉ huy symphony Beethoven, tất cả mọi người, bà Kim Cương và bà Thanh Nga, hai bà đang xem thì đứng dậy đi ra ngoài. Thế tôi hơi bực mình, đang xem chỉ huy hay, hai phụ nữ thì rất xinh thì bỏ đi. Té ra họ đi ra ngoài, vô nguyên liệu, họ mua cho được mấy bó hoa để tặng cho nhà thờ. Đêm đại nhạc hội về Bác Hồ, chính tôi là người khi bước ra sân khấu tôi đã mệt lắm, tôi đi dạy học suốt cả ngày tưởng như ngã, thì mọi người đỡ tôi lại và định gọi người thay. Tôi bảo là đã ra trận thì tôi không kể gì về chuyện sống chết. Thế là tôi bước lên sân khấu và bước lên chỉ huy xong cái mở đầu xong thì mình gần như ngất đi, và sau đó tôi vào viện. Năm đó là năm tôi 79 tuổi. Thế rất là hài lòng là mình làm được và cố gắng mà vượt qua cơn khó khăn. Chương trình Đại Nhạc Hội với chủ đề Hồ Chí Minh, cả một đời vì nước vì dân diễn ra trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 8 năm 2009. Những tiết mục mở đầu đã vang lên dưới cây đũa chỉ huy thần kỳ của nhạc trưởng Trọng Bằng. Thời gian ấy, ở tuổi 79, ông đã không còn khỏe nữa. Nhìn hình ảnh ông hào hùng, say mê vung cây đũa chỉ huy của mình giữa quảng trường, trước dàn nhạc và dàn hợp sướng, ai có thể hình dung lúc đó ông đang rất mệt. Vậy mà như một chiến sĩ dũng cảm, ngẩng cao đầu trên mặt trận, sẵn sàng đón nhận bất cứ rủi ro nào để được sống hết mình, cống hiến hết mình, dẫu chỉ còn hơi thở cuối cùng. Đúng như nhạc sĩ Trọng Bằng đã nói trước khi cầm đũa chỉ huy hôm ấy: ra trận
không bàn chuyện sống chết nữa. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của tôi, một cái kỷ niệm không thể nào quên được và cũng phải vinh dự lớn là tôi đã được cầm đũa chỉ huy bản giao hưởng thơ của tôi Người Về đem tới Người Nuôi tại đúng ngày sinh mà 100 năm của Bác Hồ tại quảng trường Ba Đình, mà tôi là người mở màn cái đêm lễ kỷ niệm đó. Cái bài đó dựa trên cái chủ đề là cái câu ca nhạc của nhạc sĩ Văn Cao là tuyệt diệu, mà tôi rất là vinh dự, rất sung sướng là mình đã phát huy và phát triển nó được đúng ý. Chính tác giả Văn Cao có đến dự cái buổi đó cũng ngày 19 tháng 5 tại nhà hát lớn. Tôi biểu diễn xong thì ông Văn Cao nói câu rất cảm động: anh cái cảm ơn Trọng Bằng đã làm cho cái bản nhạc, cái câu nhạc của anh nó thêm màu sắc, nó phong phú và rất là nhiều hình tượng. Tôi rất cảm động và rất thành thần. Tôi bảo anh Cao ạ, thực ra tôi phải cảm ơn các anh mới đúng. Chính các anh Văn Cao, anh Đỗ Nhuận, anh Nguyễn Xuân Khoát, anh Lưu Phước là những người đã truyền cảm cho chúng tôi bằng những bản nhạc nó rất đủ của các anh. Cả một đời đi đông về tây, vào nam ra bắc, cống hiến hết mình cho âm nhạc. Nhạc sĩ Trọng Bằng ở tuổi 85 nhẽ ra cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng cứ nhắc đến âm nhạc là ông lại như được truyền năng lượng, là ông có thể hào hứng nói chuyện sang sảng, cười vang suốt buổi. Để rồi sau đó, ông lặng đi như rút kiệt lòng mình. Những lúc ấy, ông luôn luôn có bà bên cạnh, người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, âm thầm ở bên những thành công của ông, những mệt mỏi của ông. Bà chăm sóc ông từng bữa ăn, giấc ngủ, nhắc nhở ông từng điều nho nhỏ hàng ngày mà ông thường lơ đãng hay quên. Vì bà thuộc ông, có khi còn hơn cả ông thuộc chính mình. Có những buổi chiều, nếu ông khỏe, bà lại dìu ông đi xuống mảnh sân trước khu nhà, hít thở không khí trong lành, ngồi giữa cây cối và những người hàng xóm quen thuộc. Họ nói với nhau những câu chuyện đời thường như bao năm qua vẫn thế. Bao năm qua, như vẫn vang mãi bản tình ca của chàng sinh viên nhạc viện và cô sinh viên vô tuyến điện năm nào, như tên một bài ca ông viết, vang mãi bản tình ca. Vang mãi bản tình ca lại được lấy cảm hứng từ ca khúc Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, bản nhạc mà nhạc sĩ Trọng Bằng rất yêu thích và đã từng cầm đũa chỉ huy nhiều lần. Bài ca của nhạc sĩ Hoàng Việt như một tiền đề để nhạc sĩ Trọng Bằng viết nên những âm hưởng của riêng mình. Với trái tim nghệ sĩ mẫn cảm, người nhạc sĩ, nhạc trường đã đi qua những tầng âm thanh để đến với cuộc đời với biết bao nhiêu thăng giáng và cả những nốt lặng. Những nốt lặng như những buổi chiều khi ông ngồi đó dưới vòm cây bình yên bên người bạn đời yêu dấu của mình. Và sau những nốt lặng ấy, những âm thanh lại ào lên cuồn cuộn, trào ra từ quá khứ, vang đến những ngày mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.